iPad có thực sự cần thiết hay không? Trong số bạn đang theo dõi video này thì có bao nhiêu bạn đang sử dụng iPad? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và có bao nhiêu bạn là chưa mua iPad và chúng ta chuẩn bị mua iPad? Cũng có thể để lại comment. Đấy, cá nhân mình ý, thì mình là một người đang sử dụng iPad. Tuy nhiên mình thấy có hai cái mặt của cái iPad như này. Đấy là cái đợt dịch vừa rồi thì mình sử dụng nó rất là nhiều. Sử dụng cho con mình có thể học online. Đấy, và sử dụng cho chính bản thân mình có thể làm việc online từ xa với cả các bạn ở trong team. Tuy nhiên thì sau dịch thì cái iPad đó lại đang vứt xó, hay là thậm chí là trước dịch thì thi thoảng lắm mình mới mang ra để mình sử dụng. Thế thì vậy thì iPad nó có thực sự cần thiết hay không, cũng như là iPad nó hỗ trợ như thế nào cho cái việc chúng ta sử dụng điện thoại, thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Điện thoại hay.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi, Realme giá tốt nhất, tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngày điện thoại hay, địa chỉ 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Rồi, ở đây là một cái điện thoại thì mình để tạm ở phía dưới này để mình thu âm nhé. Ở đây là một cái mẫu iPad. Thế thì đây, thôi lấy luôn một cái điện thoại khác đi. So với một cái điện thoại thì cái iPad nó sẽ có một cái màn hình lớn hơn so với điện thoại rồi. Ví dụ như là cái chiếc iPad E2 mà mình đang cầm ở trên tay này, cái mẫu iPad này màn hình là 9.7 inch. Cái độ phân giải của nó thì cái mật độ điểm ảnh của nó cũng không phải cao đâu. Nếu mình nhớ không lầm nó chỉ tầm khoảng 260 mấy PPI thôi. Cũng như là cái tần số quét màn hình của nó cũng không cao đâu. Thế thì một cái câu hỏi đặt ra đấy là bây giờ tôi mua iPad về để tôi cần một cái màn hình nó đẹp, thế thì bây giờ mà so với điện thoại độ chi tiết của nó không bằng, xong rồi cái tần số quét của nó không bằng, thế thì rõ ràng là tôi xem là không sướng bằng ở trên điện thoại, thì tôi mua iPad làm cái gì? Đấy, thế thì câu trả lời đấy là khi mà các bạn xem các cái nội dung, ví dụ nhé, các bạn xem phim này, các bạn xem bóng đá này, các bạn xem truyền hình này, các bạn xem YouTube thời sự các thứ, thì nói thật với các bạn sẽ cần một cái thiết bị màn hình lớn hơn là một cái thiết bị tần số quét cao. Kể cả các bạn bây giờ các bạn xem YouTube của mình cùng lắm là 60 khung hình trên giây, đúng nào? Hay là xem phim điện ảnh chỉ cỡ tổng 24 khung hình trên giây thôi. Đấy, hay là chúng ta xem các cái bộ phim cỡ tầm 30-60 khung hình trên giây đã là quá ok rồi. Còn mật độ điểm ảnh 260 PPI ấy, thì nói luôn đấy là với iPad ấy, chúng ta sẽ không xem gần như là điện thoại như thế này, mà chúng ta sẽ xem như thế này. Các bạn hiểu được không ạ? Cái khoảng cách nó rất là xa. Và cái việc bảo là nhìn thấy iPad có điểm rỗ hay không ấy, thì câu trả lời là rất khó nếu mà với khoảng cách thông thường như thế này. Đấy, và các bạn chú ý nhá, là cái iPad độ phân giải của nó cũng đã rất cao. Các bạn xem phim Full HD cực kỳ nét, thậm chí các bạn xem phim 2K vẫn được. Các bạn hiểu được không ạ? Nên là với bản thân mình ấy, thì mình thấy là cái quan trọng ở đây là gì? Đấy là chúng ta cần cái màn hình lớn, chứ không phải là cần màn hình tần số quét cao hay là mật độ điểm ảnh cao hay là cái gì cả. Và rõ ràng là với một cái màn hình lớn hơn này thì cái việc giải trí nó sẽ sướng hơn rất nhiều so với điện thoại rồi. Và thêm nữa đấy là loa của iPad nghe to hơn. Các bạn cứ thử nghe mà xem, loa iPad là nghe to hơn so với loa của điện thoại. Và bây giờ mình có thấy là rất nhiều các bạn sinh viên ý, là hay là học sinh, hay thậm chí là cũng có một số gia đình là người ta còn không dùng tivi cơ nhé các bạn nhé. Các bạn nghe không nhầm đâu, ví dụ như ngày xưa trong gia đình nào ở Việt Nam cũng phải có một cái tivi, đúng không nào? Không đen trắng thì cũng phải có một cái tivi màu. Nhưng bây giờ mình thấy cuộc sống hiện đại, thậm chí là có những nhà còn không có tivi cơ. Có thể là họ dùng máy chiếu, có thể là họ sử dụng các thiết bị nhiều, điện thoại hay là iPad để mà họ xem phim, họ giải trí rồi. Và họ cũng không có nhu cầu xem truyền hình làm cái gì cả. Còn ví dụ thi thoảng có đợt mùa giải bóng đá, bóng điếc các thứ, có thể họ xem ở trên iPad, hoặc là họ đi ra quán cà phê các thứ họ xem. Nên là mình thấy là cũng không phải là tất cả các bạn đang theo dõi video này là nhà các bạn đều có tivi hết, đúng không nào? Các bạn có thể để lại comment. Đấy, vậy nên là với việc bây giờ không có quá nhiều nhà dùng tivi, mà nếu mà chúng ta xem ở trên điện thoại thì nó rất là bé. Đặc biệt là các bạn mà xem bóng đá ở trên điện thoại thì nó đau mắt vô cùng luôn. Thế thì xem trên iPad sẽ là một trong những sự lựa chọn hợp lý. Và tất nhiên với một cái màn hình lớn như thế này thì khi chúng ta xem, khi chúng ta đọc báo thì nó cũng sẽ sướng hơn so với trên điện thoại. Như vậy là cái iPad này nó còn phù hợp với cả người cao tuổi nữa. Đấy, cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là ví dụ như bây giờ với mắt của ông bà, bố mẹ đi. Đấy, ví dụ như bố mình là bây giờ đã phải đeo kính rồi, đeo kính lão rồi, đúng không nào? Và với những cái chữ mà nó bé bé như này thì chắc chắn là bố mình sẽ không thể nào mà đọc được. Đấy, chúng ta sẽ để những phông chữ rất là to, cũng như là đọc báo thứ ấy, thì
cái màn hình này nó to như thế chúng ta sẽ xem được nhiều nội dung hơn. Chứ còn ví dụ như ở trên điện thoại mà để cái phông chữ mà nó quá to nhá, để cho bố mẹ mình mà nhìn ý, thì lúc đấy cái nội dung hiển thị nó sẽ không được nhiều nữa rồi. Trong cái đó thì với iPad kể cả chúng ta để phông chữ to thì cái nội dung hiển thị nó vẫn còn được rất là nhiều. Vậy nên là cái này là rất là tiện lợi nếu như bạn nào mà có nhu cầu muốn mua cho phụ huynh hoặc là người cao tuổi, ông bà đấy. Và tiếp tục nữa là cái iPad này nó rất là tiện lợi cho cái việc là chúng ta học online. Ví dụ như là con mình là nó học online trên Microsoft Teams. Thế thì trên Microsoft Teams thì nó có thể nhìn thấy khi mà cái màn hình này nó chia nhỏ ra, ví dụ như là một cái màn hình chính này, xong rồi màn hình của các bạn nhỏ bên cạnh này, thì nó có thể nhìn được đầy đủ màn hình của tất cả mọi người. Nhưng mà đối với cả điện thoại thì nó phải căng mắt ra để mà nó nhìn. Đấy, hay như là mình làm việc online ở trên Zoom ý, trên ứng dụng Zoom ý, thì mình cũng thấy cái sự tiện lợi của iPad. Và tất nhiên iPad cũng giống như là iPhone, nó sẽ có cái phần thu âm khá là tốt. Nhưng mà mình nói thật chứ chả ai cầm cái iPad này đi để mà thu âm đâu. Thu âm bây giờ mình có thể sử dụng cái điện thoại này đây. Ví dụ như bây giờ mình đang sử dụng cái điện thoại này để mà mình thu âm, đúng nào? Nhưng mà vấn đề thu âm tốt ở đây nó sẽ có cái lợi ích như thế nào? Đấy là khi mà chúng ta gọi điện video call ý, là cái người ở đầu dây bên kia người ta sẽ nghe thấy rất là rõ ràng. Đấy, cứ mỗi lần mà con mình nó học online hay nó gọi điện video call cho ông bà ấy, thì nó đều bảo là ôi sao máy của ông bà khó nghe thế, ông bà có nghe con nói rõ không, thì bố mẹ mình đều bảo ô của con nghe rõ mà. Đấy, hay là ví dụ như là mọi người cũng bảo là nghe lúc mà mình gọi điện video call cho mọi người thì mọi người đều nghe rất là rõ. Và tất nhiên với iPad nó cũng không nghe gọi, nó cũng đỡ tốn pin và cái pin nó rất là trâu, cho nó có thể sử dụng thoải mái trong một ngày làm việc. Cận chú ý nhất, một ngày làm việc chứ không phải là một ngày 24 tiếng. Bây giờ chúng ta mua bản 4G hay là mua bản không có 4G, thế thì cái phiên bản mình đang cầm ở trên tay này là cái bản 4G, còn cái bản mà nhà mình đang dùng bây giờ là bản không có 4G. Thế thì cũng chia sẻ với bạn luôn, đấy là iPad ấy thì cái tính di động của nó không cao như là điện thoại, và khi mà mình muốn sử dụng mạng ở trên iPad ấy thì mình có thể dùng Wi-Fi, mà bởi vì là Wi-Fi bây giờ có mặt ở trên khắp mọi nơi rồi, đúng nào? Thế thì giả sử như có một số những trường hợp mà Wi-Fi không có thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ phát Wi-Fi từ điện thoại ra thôi. Bởi vì là điện thoại bây giờ thì lúc nào nó cũng luôn luôn ở bên cạnh mình rồi. Thì đấy là rất là tiện. Và mình với cái suy nghĩ như thế nên là ngày xưa là mình không mua phiên bản 4G và mình chỉ mua phiên bản là nó chỉ có Wi-Fi thôi. Nhưng là với cái trường hợp ngày xưa khi mà mình mua ấy, thì nó có một cái vấn đề. Đấy là cái giá của cái phiên bản 4G với cả cái phiên bản không có 4G là nó lệch nhau rất là nhiều. Nó lệch nhau tầm khoảng 3 triệu cơ. Vậy nên là mình nghĩ là 3 triệu bỏ ra làm gì, nó phí, đúng nào? Tuy nhiên bây giờ với một cái mức giá siêu siêu rẻ chỉ tầm khoảng 2 triệu 7, chính xác ra là 2 triệu 790, làm tròn là 2 triệu 8 đi, là chúng ta đã có thể mua được cái phiên bản iPad Air 2 mà có 4G tại điện thoại hay.vn rồi. Đấy, như vậy là cái giá của phiên bản 4G với cả phiên bản không có 4G nó lệch nhau rất là ít. Thực ra là Điện Thoại thì họ không bán phiên bản không có 4G, họ chỉ bán phiên bản là có cả 4G lẫn Wi-Fi thôi. Đấy, nhưng mà như mình tìm hiểu trên thị trường thì lệch nhau có vài trăm nghìn thôi, thì chả có lý do gì là mua phiên bản chỉ có Wi-Fi, đúng nào? Chúng ta nên mua cái phiên bản có 4G. Vậy nên cái vấn đề đây là gì? Đấy là vì giá thôi nhé các bạn nhé. Chứ còn thực ra là đối bản thân mình thì có cũng được, mà không có thì cũng chả sao. Nhưng rõ ràng là với một cái số tiền rất ít thì bỏ ra thêm thì mình sẽ mua, còn nếu mà với số tiền nhiều thì mình sẽ không mua cái phiên bản có 4G. Đấy, thì đấy cũng là cái phân tích rất là thực tế dành cho anh em. Và tất nhiên khi dùng iPad ấy, thì nó cũng sẽ đồng bộ hóa với hệ sinh thái của Apple, ví dụ như là iPhone này hay là MacBook, Apple Watch các thứ. Còn tất nhiên kể cả bạn có không dùng iPhone, bạn dùng Oppo như mình, hay là bạn không dùng Apple Watch, bạn dùng đồng hồ Huawei như của mình ở đây, thì cũng chả vấn đề gì cả, đúng nào? Tuy nhiên anh em cần phải xác định kỹ xem cái nhu cầu của mình là gì trước khi đưa ra cái quyết định có nên mua hay không. Đấy, chứ không giống như mình ý, có những lúc thì rất là cần, có những lúc thì đấy, bây giờ sau dịch lại vứt xó rồi. Đấy, thì anh em cũng cần phải cân nhắc kỹ nhá, không phải mua về rồi mà lại không sử dụng thì nó phí ra. Mình cũng thấy là có rất nhiều người bạn mình ý, điện thoại thì rõ là đẹp, chụp ảnh cũng khá là ok rồi, nhưng mà cũng đú đởn theo anh em cũng phải mua máy ảnh cơ cơ. Đấy, mua máy ảnh cơ, ok, chắc chắn là máy ảnh cơ chụp ảnh đẹp hơn rất rất nhiều, phải gấp hàng trăm lần so với điện thoại rồi. Nhưng vấn đề đây là gì? Đấy là mua máy ảnh cơ về xong vứt xó, có đi mang đi đâu? Đấy, đi du lịch cái thứ, mang cồng kềnh chả mang đi, xong cuối cùng lại dùng điện thoại để chụp. Thì như thế nó rất là lãng phí. Đấy, nên là đôi khi có những cái mà chúng ta tưởng là chúng ta cần thiết nhưng cuối cùng chúng ta lại không cần thiết. Đấy, thế thì với bản thân mình thì mình nghĩ là nếu anh em nào mà có tivi rồi thì cũng không cần quá có nhu cầu mua iPad đâu. Còn nếu mà
anh em nào ấy mà chưa có tivi là một này, anh em nào mà mua về cho bố mẹ phụ huynh hay là con cái mà học online, hay là ví dụ phụ huynh ông bà cái thứ mà đọc báo ấy đấy, thì nên mua, được chưa? Đấy, đấy là những cái chia sẻ rất là thật tâm của mình. Rồi, các bạn có thể tham khảo qua tại điện thoại hay.vn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.